Con chào các thầy cô, con tên là Nguyễn và các bạn. Con tên là Nguyễn Cơ Thạch, năm nay con 7 tuổi. Con học trường Ngôi Sao Hà Nội, học lớp 2A3, có cô Trang chủ nhiệm, cô Thảo phó chủ nhiệm. Nhân ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Con xin chúc các thầy cô vui vẻ, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Con xin hứa sẽ nghe lời các thầy cô trên lớp và nghe lời ông bà bố mẹ ở nhà và trở thành một em bé hiếu thảo. Sau đây con xin được hát tặng các thầy cô bài Bụi Phấn của nhạc sĩ Vũ Hoàng.